Xin chào tất cả các bạn. Trở lại chúng ta hôm nay là cái dòng bao da của Sony Xperia T3, mang thương hiệu là Bayshot các bạn ha. Đây dòng thương hiệu dòng bao da này thì bao gồm là có 3 màu: đen, gold và trắng. Đây mình sẽ cho các bạn xem chi tiết về chiếc bao da này các bạn ha. Đây là hình ảnh chi tiết của chiếc bao da T3, được thiết kế những cái vân trên vân sọc đó trên mặt rất là sang trọng các bạn ha. Mặt trước này thì được thiết kế hở màn hình để mình có thể xem những cái chi tiết giờ giấc ngày giờ, một số cuộc gọi nhỡ này nọ thì mình có thể xem trực tiếp trên đây luôn các bạn ha. Và cái điểm đặc biệt nữa là mặt trước này là thiết kế là cái tai nghe, khi mình ấy xong mình có bạn bè gọi đến thì mình chỉ cần mở ra mình bắt máy và mình đóng lại và mình có thể để lên tai mình nghe được trực tiếp luôn, không cần phải gập đằng sau như thế này như một số dòng bao da như vậy thì rất là bất tiện các bạn ha. Còn về phần nắp lưng chiếc bao da này thì được làm bằng nhựa nhưng mà rất là nhựa siêu bền các bạn ha, nó không có trường hợp bể vỡ gãy. Mình chỉ được thiết kế là hở tất cả các chi tiết các bạn này, tai nghe, camera, loa, tất tần tật tất cả mọi chi tiết trên chiếc bao da được làm rất là tinh tế các bạn ha. Ở đây là điểm đặc biệt đến chiếc bao da này á, mình có thể phục vụ, mình có thể dựng được các bạn này, mình dựng như thế này phục vụ mọi cái nhu cầu của mình, xem phim, nghe nhạc, lướt web, đọc báo, tất cả các nhu cầu khác, làm việc, tất cả. Và đây là một sự lựa chọn rất là tuyệt vời các bạn ạ. Ngoài ra chiếc bao da này có cái chế độ là đóng tắt màn hình các bạn nhé. Khi bạn đóng lại tự tắt màn hình, khi bạn mở ra thì sáng màn hình các bạn ha. Ở đây là màu trắng, tiếp theo là màu đen các bạn ha. Đây là màu đen. Đây là màu đen. Tất cả mọi chi tiết rất là đặc biệt. Cầm trên tay rất là gọn các bạn ạ. Cầm trên tay rất là gọn các bạn. Đây là màu gold các bạn. Gold là màu vàng nhạt. Màu vàng đồng các bạn. Vàng gold, vàng ánh gold. Màu này thì rất là sang các bạn ha. Mình cầm trên tay, đây là mặt sau các bạn này. Trước dựng rất là gọn. Và mình xin giới thiệu với các bạn là một lần nữa, đây là dòng bao da Bayshot của Sony T3. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip, chúc cho các bạn một ngày tốt lành.